Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Lời Sống Hàng Ngày trên kênh của Hội Thánh Tin Lành Giô-suê. Lời Sống Hàng Ngày, lời Đức Chúa Trời sống động mỗi ngày. Mỹ Phương rất vui khi ngày hôm nay lại tiếp tục được đọc Kinh Thánh cùng với quý ông bà anh chị em trong sách Các Vua Nhất đoạn 13 đến đoạn 15. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đã trung tín đến với lời của Ngài trong thời gian qua. Và chúng ta tin chắc rằng lời của Chúa là lời hằng sống để nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta mỗi một ngày. Hãy cùng đến với nhau cùng đọc Kinh Thánh trong Các Vua Nhất đoạn 13. Người của Đức Chúa Trời từ Giu-đa đến quở trách Jeroboam. Bấy giờ, theo lệnh của Đức Giê-hô-va, có một người của Đức Chúa Trời từ Giu-đa đến Bê-tên trong lúc Jeroboam đứng gần bàn thờ để dâng hương. Vâng theo lệnh Đức Giê-hô-va, người ấy quở trách bàn thờ rằng: Hỡi bàn thờ, Đức Giê-hô-va phán: Kìa, một con trai sẽ được sinh ra cho nhà David, tên nó là Giô-si-a. Nó sẽ dâng trên mày những thầy tế lễ của các nơi cao, là những người xông hương trên mày, và người ta sẽ thiêu trên mày hài cốt người chết. Ngày hôm ấy, người của Đức Chúa Trời cho một dấu lạ và nói: Đây là dấu lạ để chứng tỏ rằng Đức Giê-hô-va đã phán, bàn thờ sẽ nứt ra và tro trên bàn thờ sẽ đổ xuống. Khi nghe người của Đức Chúa Trời quở trách bàn thờ tại Bê-tên, vua Jeroboam giơ tay ra trên bàn thờ và nói: Hãy bắt lấy nó. Nhưng khi vua vừa giơ tay ra và chỉ vào người ấy thì cánh tay vua bị khô cứng không thể co lại được. Bàn thờ cũng nứt ra và tro trên bàn thờ đổ xuống đúng như dấu lạ mà người của Đức Chúa Trời đã vâng lệnh Đức Giê-hô-va tỏ ra. Bấy giờ vua nói với người của Đức Chúa Trời rằng: Xin ông khẩn nài Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông và cầu nguyện cho tôi để tay tôi có thể co lại được như cũ. Người của Đức Chúa Trời cầu khẩn Đức Giê-hô-va thì tay vua co vào được như trước. Vua nói với người của Đức Chúa Trời: Xin mời ông về cung với tôi để được bổ sức lại, và tôi sẽ tặng ông một món quà. Nhưng người của Đức Chúa Trời đáp: Dù vua có cho phân nửa tài sản, tôi cũng không thể về với vua hoặc ăn bánh hay là uống nước tại nơi này, vì Đức Giê-hô-va đã phán dặn tôi rằng: Con chớ ăn bánh hoặc uống nước, cũng chớ đi theo con đường con đã đi mà trở về. Vậy người ấy đi đường khác, không trở lại con đường đã dẫn mình đến Bê-tên. Lúc ấy có một vị tiên tri già ở Bê-tên, một trong các con trai của ông, thuật cho ông mọi việc mà người của Đức Chúa Trời đã làm tại Bê-tên trong ngày đó, và các lời người ấy đã nói với vua. Nghe xong, người cha nói: Người ấy đi đường nào? Các con trai của ông chỉ con đường mà người của Đức Chúa Trời ở Giu-đa đã đi về. Ông bảo các con trai mình: Hãy thắng yên lừa cho cha. Họ thắng yên lừa, rồi ông cưỡi lên và đuổi theo người của Đức Chúa Trời, gặp người ấy đang ngồi ở dưới gốc cây thông. Ông nói: Có phải anh là người của Đức Chúa Trời ở Giu-đa đến không? Người ấy đáp: Phải, chính tôi đây. Ông nói với người ấy: Mời ông về nhà dùng bữa với tôi. Nhưng người ấy đáp: Tôi không thể trở về với ông, cũng không thể vào nhà ông hoặc ăn bánh hay là uống nước với ông nơi này, vì Đức Giê-hô-va đã phán dặn tôi rằng: Con chớ ăn bánh, chớ uống nước tại đó, và cũng đừng trở lại con đường mà con đã đi. Vị tiên tri già lại nói tiếp: Tôi cũng là nhà tiên tri như anh. Một thiên sứ đã vâng lệnh Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: Hãy dẫn người ấy về nhà với con để người ăn bánh và uống nước. Nhưng thực ra vị tiên tri già này đã nói dối. Người của Đức Chúa Trời quay trở lại với vị tiên tri già và ăn uống tại nhà ông ấy. Khi hai người đang ngồi ăn, có lời của Đức Giê-hô-va phán với vị tiên tri đã đem người kia trở lại. Ông liền nói lớn với người của Đức Chúa Trời từ Giu-đa đến. Đức Giê-hô-va phán: Vì con đã bất chấp lời của Đức Giê-hô-va, không tuân giữ mệnh lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã truyền cho con, nhưng đã trở lại ăn bánh, uống nước tại nơi mà Đức Chúa Trời đã nghiêm cấm, nên xác của con sẽ không được chôn trong mồ mả của tổ phụ con. Sau khi ăn uống xong, vị tiên tri già thắng yên lừa cho nhà tiên tri mà mình đã dẫn về. Người này ra đi, dọc đường gặp một con sư tử và bị nó giết chết. Xác người ấy nằm sải trên đường, có một con lừa đứng một bên, còn sư tử cũng đứng gần bên xác chết. Có người đi ngang qua đó, thấy xác chết trên đường và sư tử đứng kế bên, thì vào thành của vị tiên tri già ở, thuật lại điều mình đã thấy.
khi vị tiên tri già, người đã nói với người của Đức Chúa Trời quay trở lại, nghe điều ấy thì nói rằng, ấy là người của Đức Chúa Trời đã bất chấp lời của Đức Giê-hô-va. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã phó người ấy cho sư tử xé xác và giết chết, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Rồi ông bảo các con trai mình, hãy thắng yên lừa cho cha. Họ thắng yên lừa, ông đi và gặp xác chết trên đường. Có con lừa và sư tử đứng cạnh bên xác chết. Sư tử không ăn xác chết và cũng không cắn xé con lừa. Vì tiên tri già đem xác của người Đức Chúa Trời đặt trên lưng lừa và đưa về thành mình để than khóc và chôn cất. Ông chôn xác người ấy trong mộ mình vừa than khóc, ôi người anh em của tôi ôi. Chôn cất xong, ông nói với các con trai mình rằng, khi cha chết, các con hãy chôn cha vào mộ để chôn người của Đức Chúa Trời, để hài cốt cha ở bên hài cốt người ấy. Vì những lời người ấy vâng lệnh Đức Giê-hô-va vỡ trách tại Bê-tên và các đền miếu trên những nơi cao trong các thành Samari hẳn sẽ được ứng nghiệm. Sau việc ấy, Jeroboam vẫn không từ bỏ đường lối gian ác của mình, nhưng vua cứ lập những người trong số thường dân làm thầy tế lễ cho các nơi cao. Bất cứ ai tình nguyện thì được vua phong làm thầy tế lễ tại các nơi cao ấy. Điều này đã trở thành một trọng tội của nhà Jeroboam, đến nỗi triều đại của vua bị sụp đổ và bị tiêu diệt khỏi mặt đất. Các vua nhất đoạn 14. Ahija nói tiên tri về sự diệt phong của nhà Jeroboam. Lúc ấy Abija, con của Jeroboam lâm bệnh. Jeroboam nói với vợ, này, bà hãy cải trang để người ta không biết bà là vợ tôi, rồi lên đường đến Silo. Tại đó có nhà tiên tri Ahija. Người đã báo trước về việc, tôi sẽ làm vua của dân này. Bà hãy đem theo 10 ổ bánh, một ít bánh ngọt và một bình mật ong mà đến gặp nhà tiên tri. Ông ấy sẽ nói cho bà điều sẽ xảy đến cho đứa trẻ. Vợ Jeroboam làm đúng như vậy, bà lên đường đi Silo đến nhà Ahija. Lúc ấy Ahija không thấy được, mắt ông đã mờ vì tuổi già. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với ông, kìa, vợ của Jeroboam đến hỏi con về con trai bà ấy đang lâm bệnh. Con sẽ trả lời thế này, thế này. Khi đến, bà ấy sẽ giả dạng một người khác. Khi Ahija nghe tiếng chân bà bước qua ngưỡng cửa thì nói, vợ vua Jeroboam đó à, mời bà vào. Tại sao bà lại giả làm người khác? Tôi được lệnh báo cho bà một tin dữ. Hãy về nói với Jeroboam rằng, Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel phán thế này. Ta đã cất nhắc ngươi từ một thường dân lên làm lãnh tụ của Israel là dân ta. Ta đã tước đoạt vương quốc khỏi nhà David mà trao cho ngươi. Nhưng ngươi không giống như David, đầy tớ ta, là người tuân giữ các điều răn của ta, hết lòng làm theo ta và chỉ làm điều thiện trước mặt ta. Còn ngươi, trái lại, đã làm điều ác hơn các tiền bối ngươi, lập cho mình những thần khác, đúc tượng để chọc giận ta và chối bỏ ta. Vì thế, ta sẽ giáng họa trên nhà Jeroboam, ta sẽ tiêu diệt mọi người nam khỏi nhà ấy, dù nô lệ hay tự do trong Israel, và quét sạch nhà Jeroboam như người ta quét phân cho đến khi chẳng còn sót lại gì cả. Người nào thuộc về Jeroboam chết trong thành sẽ bị chó ăn thịt, còn người nào chết ngoài đồng sẽ bị chim trời ăn. Đó là lời Đức Giê-hô-va đã phán. Thế thì bà nên trở về nhà đi. Ngay khi bà đặt chân vào thành thì con bà sẽ chết. Toàn thể Israel sẽ than khóc và chôn cất nó. Trong số những người thuộc Jeroboam, chỉ một mình nó được chôn nơi mồ mả. Vì trong cả nhà Jeroboam, nó là người còn có một chút gì đẹp lòng Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Đức Jehovah sẽ cất nhắc một người lên làm vua Israel. Người này sẽ tiêu diệt nhà Jeroboam ngay hôm nay. Vâng, ngay bây giờ. Đức Giê-hô-va sẽ hành hạ Israel như một cây sậy bị lắc lư trong nước, rút Israel khỏi xứ tốt đẹp mà Ngài đã ban cho tổ phụ họ và làm tản lạc họ phía bên kia sông Euphrates, vì họ đã lấy hình tượng chọc giận Đức Giê-hô-va. Vì tội Jeroboam đã phạm, tức là tội khiến cho dân Israel phạm tội, nên Đức Giê-hô-va sẽ phó Israel vào tay kẻ thù. Vợ của Jeroboam đứng dậy ra về và đến tiệc xa. Bà vừa đặt chân trên ngưỡng cửa thì đứa trẻ chết, người ta chôn nó. Toàn thể Israel đều than khóc nó, đúng như lời của Đức Giê-hô-va đã phán qua đầy tớ Ngài là nhà tiên tri Ahija. Cái chết của Jeroboam, mọi công việc khác của Jeroboam, tức là các cuộc chiến tranh và cách cai trị của vua đều được chép trong sách lịch sử các vua Israel. Jeroboam trị vì 22 năm rồi an giấc cùng các tổ phụ mình. Con trai của vua là Nadab lên ngôi kế vị. Triều đại của Roboam.
Roboam, con trai của Salomon, cai trị Juda. Khi lên ngôi, vua đã được 41 tuổi. Vua trị vì 17 năm tại Jerusalem, thành Đức Giê-hô-va đã chọn trong các bộ tộc Israel để đặt danh ngài tại đó. Mẹ vua tên là Naama, người Ammon. Dân Juda làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va. Vì các tội đã phạm, họ chọc giận Đức Giê-hô-va hơn các tổ phụ mình đã làm. Họ cũng xây cất cho mình những nơi cao, trụ thờ và tượng Asherah trên các đồi cao và dưới những tàn cây rậm rạp. Trong xứ cũng có mại dâm nam phục vụ trong các đền miếu. Chúng làm theo những điều ghê tởm của các dân mà Đức Giê-hô-va đã đuổi trước mặt dân Israel. Vào năm thứ năm của triều đại Roboam, vua Ai Cập là Sisak tiến đánh Jerusalem. Sisak đoạt lấy các châu báu của đền thờ Đức Giê-hô-va và hoàng cung, cũng đoạt lấy tất cả những khiên bằng vàng mà Salomon đã làm. Vua Roboam truyền làm những khiên bằng đồng để thay thế các khiên ấy và giao cho các quan chỉ huy vệ binh của hoàng cung. Mỗi khi vua vào đền thờ Đức Giê-hô-va, vệ binh mang các khiên ấy. Sau đó họ đem cất chúng vào phòng vệ binh. Các công việc khác của Roboam và mọi việc vua đã làm đều được chép trong sách lịch sử các vua Juda. Chiến tranh xảy ra liên tục giữa Roboam và Jeroboam. Roboam an giấc cùng tổ phụ mình và được an táng với họ trong thành David. Mẹ vua tên là Naama, người Ammon. Con của vua là Abijam lên ngôi kế vị. Các vua nhất đoạn 15. Abijam làm vua Juda. Vào năm thứ 18 đời vua Jeroboam, con trai Nebat, thì Abijam lên làm vua Juda. Abijam trị vì 3 năm ở Jerusalem. Mẹ vua là Maaka, con gái của Abisalom. Vua đi theo con đường tội lỗi mà vua cha đã đi. Lòng vua không trọn thành với Jehovah Đức Chúa Trời như David tổ phụ mình. Nhưng vì David, Jehovah Đức Chúa Trời dành cho vua một người nối ngôi tại Jerusalem nên lập con trai vua lên kế vị và khiến cho Jerusalem tồn tại. Vì David đã làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Jehovah, trọn đời không bỏ qua bất cứ điều gì Đức Jehovah đã truyền bảo, ngoại trừ vụ Uri, người Hê-tích. Cuộc chiến giữa Roboam và Jeroboam vẫn tiếp diễn suốt triều đại Abijam. Các công việc khác của Abisam, mọi việc vua làm chẳng phải đều được chép trong sách lịch sử các vua Juda sao? Abisam và Jeroboam luôn có tranh chiến với nhau. Abisam an giấc cùng tổ phụ mình và được an táng trong thành David, con trai vua là Asa lên ngôi kế vị. Asa làm vua Juda. Vào năm thứ 20 đời Jeroboam làm vua Israel thì Asa lên ngôi vua Juda. Vua cai trị 41 năm tại Jerusalem. Bà nội của vua là Maaka, con gái của Abisalom. Asa làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va như David tổ phụ mình đã làm. Vua trục xuất các mại dâm nam khỏi xứ và dẹp tất cả hình tượng mà các tổ phụ vua đã làm. Vua cũng cách chức thái hậu của Maaka, bà nội mình, vì bà đã dựng tượng Asura. Asa triệt hạ hình tượng đó và đốt trong thung lũng Sét-rôn. Nhưng vua không phá bỏ các nơi cao. Dù vậy, lòng Asa vẫn trọn thành với Đức Giê-hô-va suốt đời. Vua đem vào đền thờ Đức Giê-hô-va những vật thánh mà vua cha và chính vua đã biệt truyền ra thánh, hoặc vàng, bạc hay là các vật dụng. Juda liên minh với Aram chống lại Israel. Vua Juda là Asa và vua Israel là Baasa giao chiến suốt thời gian trị vì của mình. Baasa, vua Israel, lên đánh Juda, xây đồn lũy Rama để không cho ai ra vào lãnh thổ của Asa, vua Juda. Khi ấy, Asa lấy hết bạc vàng còn lại trong kho của đền thờ Đức Giê-hô-va và trong kho của cung vua giao cho đầy tớ mình. Rồi sai họ đến gặp Ben-Hadad, con trai Tabrimon, cháu Hesion, vua Aram ở Đa Mắc mà nói rằng: "Chúng ta hãy lập một hiệp ước với nhau như cha của ngài và cha tôi đã làm. Nay tôi đem lễ vật bằng bạc và vàng để tặng ngài. Xin ngài hủy bỏ hiệp ước của ngài với Baasa, vua Israel, để hắn rút lui khỏi xứ tôi." Ben-Hadad nghe lời vua Asa, sai các quan tướng mình hãm đánh những thành của Israel, chiếm lấy Izon, Dan, Aben-Meh-Maka và cả xứ Kinneret với xứ Nephtali. Baasa hay được điều đó liền ngưng xây đồn Rama và ở tại Tiệc-Sa. Vua Asa liền tập hợp tất cả người Juda, không trừ một ai, để họ dời đá và gỗ mà Baasa đã dùng xây đồn Rama. Vua Asa dùng các thứ ấy xây cất Geba trong xứ Benjamin và Mít-ba. Các công việc khác của Asa, quyền thế của vua
mọi việc vua làm và các thành vua xây cất chẳng phải đều được chép trong sách lịch sử của các vua Juda sao? Lúc về già, vua bị đau chân, Asa an giấc cùng tổ phụ mình và được an táng với họ trong thành David. Con trai của vua là Josaphat lên ngôi kế vị. Nadab làm vua Israel. Vào năm thứ hai đời trị vì của Asa, vua Juda, thì Nadab, con trai Jeroboam, lên ngôi vua Israel và trị vì trên Israel 2 năm. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, đi theo đường lối của tổ phụ mình, phạm tội mà Jeroboam đã phạm và khiến cho Israel cũng phạm tội nữa. Baasa, con trai Ahija thuộc nhà Issachar, mưu phản vua. Trong lúc Nadab và cả Israel vây Gibbethon, vốn thuộc về dân Philippines, thì Baasa giết vua tại đó. Vào năm thứ ba đời Asa, vua Juda, thì Baasa giết Nadab và chiếm ngôi vua. Vừa lên ngôi, Baasa giết hết mọi người thuộc về Jeroboam, không để một ai sống sót cho đến khi đã tận diệt nhà Jeroboam, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán qua Ahija đầy tớ ngài ở Silo. Vì tội lỗi Jeroboam đã phạm, làm cho Israel cũng phạm tội và chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Các việc khác của Nadab và những gì vua đã làm đều được chép trong sách lịch sử các vua Israel. Giữa Asa và Baasa, vua Israel luôn có chiến tranh với nhau trong suốt thời gian trị vì của họ. Baasa làm vua Israel. Vào năm thứ ba triều vua Asa của Juda, thì Baasa, con trai Ahija, lên làm vua toàn cõi Israel và trị vì 24 năm tại Tirsa. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, đi theo đường lối của Jeroboam và tội lỗi mà Jeroboam đã phạm, làm cho Israel cũng phạm tội. Mong ước lời Chúa hôm nay sẽ khích lệ quý vị trong bước đường theo Chúa mỗi ngày.